tác xã Hưng Điền cho chăn nuôi sản xuất các sản phẩm ruồi đính đen, và mình ở hợp tác xã có liên kết khép kín, mình chăn nuôi bằng các sản phẩm phế phẩm của các lò chế biến thực phẩm gia súc, gia cầm và nước giải khát. Qua đó mình lấy cái sản phẩm đầu ra của mình là ấu trùng để sản xuất trứng giống, và sản xuất trứng giống mình ship hàng toàn quốc qua cả Lào và Campuchia và cả nước ngoài cũng qua, hoặc là mình xuất ra theo đường hàng không, và cũng có những khách hàng từ Malaysia, Hàn Quốc vân vân thì cũng đến mua và xách tay. Và mình khi các bạn nuôi ấu trùng ruồi đính đen, chúng ta hãy nghĩ đến là về vấn đề là làm sao để liên hợp để mà chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản. Cũng như hợp tác xã Hưng Điền đã từng nuôi ruồi đính đen nhiều năm, đầu năm chúng tôi vẫn bán với giá là 30 triệu một ký, 20 triệu, và hiện giờ chỉ còn trên dưới 10 triệu. Thì chúng ta không bị động ạ. Và rất nhiều bạn nuôi không bán trứng được. Do đó chúng ta cần phải liên hợp, nghĩa là có cái chăn nuôi thêm gia súc như heo và những cái vật nuôi là mình chăn nuôi vịt, gà, vịt trời, vân vân. Và mình phải có những cái nguồn thức ăn rẻ không đồng thì chúng ta mới có thể tồn tại và phát triển. Như đây là chúng tôi là chuyên về những cái sản phẩm như phế phẩm lò mổ, phế phẩm của các cái nhà máy chế biến thực phẩm, như là làm lẩu hũ xuất khẩu hoặc là những nhà máy chế biến cái gì khác. Và chủ yếu là cái lượng mà thức ăn là mình nòng cốt là bã đậu nành. Như các bạn thấy là chúng ta nuôi bằng bã đậu nành thì tương đối đơn giản, nhất là mấy bạn nào mới nuôi thì nó rất là đơn giản, vì mình chúng ta có thể là cái độ ẩm của bã đậu có thể nói là tương đối phù hợp, chúng ta không cần phải pha chế hay là thêm nước hay bớt nước gì cả, hoặc là phải phối trộn với những loại khác. Như các bạn thấy là ấu trùng phát triển tương đối tốt. Nếu mà bã đậu thì cũng có nhiều nguồn, có những bã đậu mà họ dùng, nhà sản xuất họ dùng cái hóa chất tẩy rửa hoặc là dùng lượng hàng the lớn quá thì nó cũng có ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, sự sinh sản của ấu trùng. Như các bạn thấy là đây là chúng tôi cho ăn về bã đậu nành, ấu trùng tăng trưởng tốt, có cái tăng trọng là theo thời gian, và khi mình ủ trứng ra thì nó cũng đạt. Nếu mà mình ủ chỉ bằng ấu trùng ruồi đính đen này, bằng bã đậu nành cũng vẫn được. Và đây là chúng tôi đã xin lỗi các bạn, mình liên tục có điện thoại. Alo, chú nghe trẻ ơi. À 179 hả? Tại vì chú đang bận livestream rồi chú sẽ coi là chú như vậy. Bây giờ không grab mới hả? Rồi, ok. Rồi. Nói nó điện số này, nó không điện, nó điện số kia. Rồi về đi. Rồi chú xem nha. Rồi. Và chúng ta dùng bã đậu thì cũng có nhiều nguồn ạ. Những có những nguồn họ là trích ly, họ vắt ly tâm nhiều quá thì gần như là cái bã đậu nó cái dinh dưỡng nó bị thấp. Cho nên là chúng ta cũng phải, cũng là bã đậu, nhưng mà bã đậu chúng ta phải có nguồn từ nhà máy sản xuất sạch. Như chúng tôi dùng nhà máy thực phẩm tàu hũ là sạch, cho nên là không có hàng the, không có hóa chất. Rồi khi đó chúng ta khi chăn nuôi gia súc gia cầm thì nó cũng đảm bảo chất lượng, cho nên là chúng ta có thể là xây dựng thương hiệu là nuôi gia súc gia cầm thủy sản với dạng sạch an toàn, không có những hóa chất độc hại cho con người,
không có dùng cám công nghiệp, cho nên là cũng không có cái chất kích thích tăng trưởng, rất là có hại cho người. Vì nếu mà chất kích thích tăng trưởng nó lên một cái ngưỡng nào đó mà nó tích tụ đến một cái ngưỡng nào đó có thể gây ra là dư lượng, và nó làm cho tế bào của con người nó loạn sản, thì khi đó là có thể dẫn tới loạn sản với lại ung thư, là nó chỉ cách nhau một sợi chỉ ạ, một cái vách vách ngăn nhỏ. Cho nên là chúng ta cũng nên chọn lựa, chứ cũng có những nguồn bắt đầu họ vắt quá kỹ rồi trích ly hoặc ly tâm quá kỹ thì dinh dưỡng rất thấp, nuôi mình thấy là ấu trùng không lớn được. Đó, như các bạn thấy là ở đây mật độ cũng khá cao nhưng mà chúng phát triển cũng tương đối lớn và có thể sinh diệt, và đó là chúng ta cũng phải nên cho đảo. Nếu mà chúng nóng quá thì chúng sẽ trồi lên mặt và chúng sẽ làm ở dưới thì nó có thể hư, nó hư cám, hư bã trong nành, và chúng không ăn được. Nếu mà nó đổi qua màu tím, có nghĩa là những cái thức ăn mà bắt đầu mình đã những thức ăn mà đổi qua màu tím, các bạn nhớ là những cái màu đen màu tím đó là ấu trùng sẽ không ăn ạ. Như các bạn thấy đây là nó đang ăn rất tốt. Rồi các bạn nhớ là nếu mà có cái nguồn bắt đầu mà tốt thì ấu trùng sẽ phát triển tốt. Chúng ta nếu mà mua của nhà máy mà nó trích ly quá kỹ hoặc ly tâm quá kỹ hoặc là vắt quá nhiều lần thì dinh dưỡng nó sẽ thấp. Thì khi mình mua mình cũng nên coi lựa chọn tham khảo những cái nhà máy nào mình có cái lượng chất thải sau khi sản xuất thực phẩm, sản xuất nước giải khát mà cái lượng dinh dưỡng còn thì ấu trùng sẽ phát triển tốt các bạn ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Rồi, đây là những cái khay chúng tôi đang nuôi, những cái máng đang nuôi thì có thể cho ra được từ 60 đến 80 kg ấu trùng. Mỗi ô vậy là 6 mét vuông. Rồi sau khi mình ủ khoảng chừng 4 5 ngày thì mình có thể cho ra chúng ra ngoài ăn bã đậu. À, những cái con ấu trùng con nhỏ. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm, thì các bạn cũng nên share cái livestream để chúng ta cùng nhau trao đổi học tập. Trao giá trị cho nhau. Những người nào có nguồn bắt đầu thì hãy liên hệ với chúng tôi, và những người nào cần mua bắt đầu cũng hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi có thể đáp ứng các nhu cầu của các bạn. Và chúng ta cũng khi dùng bắt đầu thì nó có những bắt đầu tốt đó, thì nó có mùi thối nó bị đạm phân hủy, nó sẽ ra mùi thối. Và chúng tôi đang dùng EM là vi sinh, để mình ủ EM xong là chúng ta phun thì nó sẽ phân hủy thức ăn tốt hơn, chỉ số thức ăn sẽ thấp và chúng tránh được mùi hôi thối. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ. Các bạn nào có nguồn bắt đầu cũng hãy liên kết với chúng tôi để chúng ta cũng có thể cung cấp cho những người đang cần, bán cho những người cần mua, và chúng ta sẽ mua của những người cần bán, chúng ta ráp nối lại với nhau. Các bạn hãy share livestream này để chúng ta cùng kết nối. Các bạn trao đi rồi các bạn nhận lại. Cảm ơn các bạn. Xin chào.